Chào cô chú đang xem kênh Lời Tê Ca nha cô chú. Mà hôm nay Phụng về Nguyệt Quế nha cô chú. Mà Nguyệt Quế này là cái lô này là cô Phụng đã nuôi nó cũng sống khỏe rồi cô chú ơi. Cái này cô chú về là khui bầu ra rồi đặt vô chậu là cây có bông hoa tới nha cô chú. Và vô cành cũng được luôn, cái tay cành nó cũng ra mầm cũng rất là nhiều cô chú. Nó sống khỏe rồi cô chú. Mà số điện thoại của Phụng 0939866039, số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Mà Nguyệt Quế này là lá sắn bông chùm nha cô chú, dáng lắc lượng rất đẹp dáng và nó sống khỏe. Và xin Zalo cùng cô chú và ủng hộ cho Phụng vô cây số 1 nha cô chú. Chiều cao là được 60, tán ngang được 55, cành như vậy là cô chú về vô dây nhẹ là cũng được rồi. Dáng nó lắc lượng rất là đẹp, cây dọn dọn gon gon mà nhưng mà nó già nha cô chú. Hoành đo vị trí này 27 rồi. Mã số 1 này Phụng Zalo là 1 triệu, và bao sống và bao ship toàn quốc luôn nha chú. Và đổi cây tiếp là mã số 2. Cây nuôi như vậy cũng được mấy tháng rồi cô chú ơi, 4-5 tháng hết trơn rồi. Chiều cao 70, mầm lá như vậy là nói chung là cô chú nhìn xem là biết sự sức sống của nó là rất là mạnh rồi đó. Mình đo vị trí này được 28. Củ đặc lắm nha cô chú, củ cái cây này củ nó to lắm, đẹp. Củ thì được 55. Đặc cứng ngắt củ luôn. Rồi mã số 2 này Zalo là 1.300.000. Và đổi cây. Tiếp mã số 3. Đó, dáng nó lắc lượng như nè cô chú. Chiều cao được 80, hoành số hoành đo vị trí này được 30-32. Rồi mã số 3 này Zalo là 1.300.000 luôn cô chú. Và bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Và đổi cây. Và tiếp theo là mã số 4. Cây dáng có cái cành bye bye nè cô chú, có duyên cô chú ơi. Và Nguyệt Quế lá sắn bông chùm, hoa rất thơm luôn cô chú, hoa chùm không á. Chiều cao là được 65, cái cành bay ra là của nó được 45, mầm từ rất nhiều cô chú ơi, cây rất mạnh luôn. Và cây này chỉ có cái lỗi chỗ này nó chỉ chày da thôi nha cô chú. Tại vì Phụng nó xử lý keo với cát lại thôi chứ không có gì chày da chút xíu à. Rồi xử lý lại rồi. Hoành đo vị trí này được 28. Cái hình nó tạo hình thú của chú ơi. Rồi mã số 4 này Zalo cũng 1 triệu luôn. Giờ đổi cây. Tiếp mã số 5. Chiều cao đo như gì được 55, cành bay ra là được 40, dáng lắc lắc có duyên. Hoành đo vị trí là được 22.
Rồi mã số 5 này giao lưu là cũng 1 triệu luôn. Giờ đổi cây. Tiếp mã số 6. Cây đang sống khỏe nha cô chú. Chiều cao là được 60. Cây 4, cây 5, cây 6, 3 cây nó cũng dáng tờ tờ cô chú ơi. Đẹp. Hoành đo vị trí này được 29. Rồi mã số 6 này giao lưu là 1.100.000. Dạ đó cây. Tiếp mã số 7. Dạ phụng lên được về chuyến này được 14 cây nha cô chú. Lên clip này 14 cây. Ý 18 cây. Lá sắn bông chùm nha cô chú. Chiều cao là được 75. Hoành đo vị trí là được 29. Rồi không có hoành cũ của cô chú xem. Và cũ nó cũng được 50 trên 50 nha cô chú. Rồi mã số 7 này. Mã số 7 này giao lưu là 1.300.000. Dạ đó cây. Tiếp mã số 8 nha cô chú. Chiều cao là được 70. Hoành đo vị trí này được 25. Cây nhỏ mà già lắm rồi cô chú ơi. Rồi mã số 8 này giao lưu 800.000. Dạ bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Dạ đổi cây. Tiếp theo là mã số 9. Dạ ngoài quế lá sắn bông chùm nha cô chú. Chiều cao là được 75. Cây này ghế đế đế nó cũng hay quái quái cái đấy. Hoành đo vị trí này được 29. Rồi mã số 9 này giao lưu là 1.200.000. Giờ đổi cây. Tiếp theo là mã số 10. Ủa đứng bên đó đâu được. Chiều cao là được 50. Cây dáng nó rất là cũng quái cái cây lắm cô chú. Hoành đo vị trí thì được 24. Rồi mã số 10 này giao luôn 1 triệu luôn. Dạ đó cây. Tiếp theo là mã số 11. Về quế lá sắn bông chùm nha cô chú. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn. Cây này nó lên cái thang trên nó cũng quá chi hai ba chi rất quá quái. Dạ đẹp. Chiều cao là được 110. Cây đang cho mầm cho thực rất là nhiều luôn cô chú, về cô chú chọn rất là dễ. Hoành đo vị trí là được 27. 26 cô chú ơi.
Rồi mã số 11 này giao lưu là 1.300.000. Dạ bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Tiếp theo là mã số 12. Chiều cao là 112. Hoành đo vị trí này được 29. Củ đặt nở nha cô chú. Rồi mã số 13 này giao lưu là 1.300.000. Giờ đổi cây. Tiếp theo là mã số 14. Cây lô nguyệt quế mà dáng lắc lượng, nói chung là khó cô chú ơi. Lâu lâu mình mới sưu tầm được một cái lô dáng lắc lượng vậy. Tạo từ nhỏ cũng rất là đẹp, rất có duyên cây. Chiều cao được 70. Hoành đo vị trí này được 28. Rồi mã số 14 này giao lưu là 1.200.000 luôn. Dạ đổi cây. Tiếp mã số 15. Mã số 15 nghe cô chú. Tại ghi lộn mã số thôi. Rồi tiếp theo mã số 13 nha cô chú. Hồi nãy là nhảy mã số 14, mã này là mã số 13. Dạ cô chú chốt, cứ chốt hàng mã số nha cô chú. Chiều cao là được 63. Đẹp của cô chú có viên cây đó. Rồi hoành đo vị trí này được 27. Dạ mã số 13 này giao lưu cũng 1.300.000 luôn. Dạ đó cây. Rồi qua mã số 15 nha cô chú. Tiếp theo mã 15. Cây này Phụng đang nuôi trong chậu. Nữa thì khi ship đi là Phụng rút chậu, rút bầu ra bó bầu nha cô chú. Tại vì chậu chuyển tính cô chú là nó bể chưa, dở ra hết. Chiều cao là được 80. Cây có duyên lắm cô chú ơi. Nhìn ngoài nó. Hoành đo vị trí này được 28. Rồi mã số 15 này giao lưu cũng 1.300.000 luôn. Giờ đổi cây. Tiếp theo là mã số 16. Ra ngoài quế lá sống bông chùm nha cô chú. Mã số 16. Chiều cao là được 65. Cây rất là sống khỏe của chú, mạnh, mầm mạnh lắm. Vậy cô chú vô dây. Tự rất là mạnh. Hoành đo vị trí này được 26. Các có gì cái cây cô chú nhìn kìa. Rồi mã số 16 này giao lưu là 1.400.000. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Dạ đổi cây.
Và tiếp theo là mã số 17. 17 nha cô chú. Chiều cao là được 80. Hoành đo vị trí này được 26. Rồi mã số 17 này giao lưu là 1.300.000. Dạ rồi, ok. Và tiếp mã 18. Chiều cao là được 95. Hoành đo vị trí này được 33. Hoành cũ là được 45, trên 45 nha cô chú. Mặt cát mà đang kéo là cô chú thấy nó mạnh cây, rất là mạnh cây luôn. Rồi mã số 18 này giao lưu là 1.400.000. Và mã số 18 là mã số cuối clip của Phụng ngày hôm nay cô chú ơi. Phụng lên được 18 cây nguyệt quế này, nguyệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Mà cô chú xem ủng hộ cho Phụng. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dạ xin chào cô chú, hẹn cô chú gặp lại clip sau. Dạ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Mỹ Phụng để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.